tuần 3 tháng 5 của kênh Hot.vn. Như thường lệ thì trong tuần này Thùy Dương sẽ tiếp tục đem đến những tin tức nổi bật và đáng quan tâm nhất về làng game PC thế giới trong tuần qua nhé. Để bắt đầu bản tin trong ngày hôm nay thì cùng GameHub.vn chỉ ra những thay đổi mạnh mẽ của Battlefield 1 mà ít ai biết tới để biết được khả năng thành công cực lớn của tựa game này trong những ứng cử viên FPS xuất sắc nhất năm 2016. Đầu tiên chính là việc thay đổi cơ chế cận chiến cực kỳ độc đáo và tàn bạo với hình ảnh người lính dùng sẻ đánh gục kẻ thù. Nói tới Battlefield mà không nói tới một hệ thống khí tải đồ sộ thì quả là một thiếu sót cực kỳ lớn. Cũng chính vì thế mà hậu bản lần này sẽ tái hiện toàn bộ những phương tiện đã hiện diện trong Thế chiến thứ nhất. Và trong bản này thì sẽ có 4 chủng class, đó là Assault, Medic, Support và Scout. Cùng với đó là chế độ chi tiết của game sẽ đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới với hình ảnh chiếc máy bay bị bắn hạ, đào vào cối xay gió hay là phóng ra xung quanh các mảnh kim loại kèm theo bụi đất và gạch đá. Battlefield 1 dự kiến sẽ phát hành trên PC, Xbox One và PlayStation 3 vào ngày 21 tháng 10 năm nay. Liệu eSports có phải là một môn thể thao thực sự luôn gây tranh cãi bởi cả trong cũng như là ngoài giới game? Chính vì vậy mà tiếng nói và hành động từ chính các tổ chức hay cá nhân đang tham gia trực tiếp vào lĩnh vực thể thao mới được coi là giá trị trước con mắt của cộng đồng. Và điển hình nhất chính là việc West Ham United, câu lạc bộ đang giữ vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, lần đầu tiên trong lịch sử ký hợp đồng với một tuyển thủ eSports. Theo đó thì trong thông báo mới nhất trên trang chủ, The Hammers đã đưa Sean Ollens, hay còn được biết tới với nickname là Dragon, chính thức về dưới mái nhà của mình. Là một vận động viên eSports thuộc bộ môn FIFA thì Sean Ollens đã giành huy chương bạc trong giải đấu FIFA Interactive World Cup 2016 và nhận số áo 50. Sean Ollens cũng sẽ tạo nên một cột mốc đầu tiên trong viễn cảnh các tổ chức hoạt động về thể thao lớn trên thế giới bắt đầu nhận diện eSports như là một bộ môn thi đấu thực sự. Resident Evil chính là tên tuổi đầu tiên đặt nền móng cho thể loại kinh dị sống còn và ám ảnh tâm trí biết bao con người suốt một quãng thời gian dài. Tuy nhiên là với sự phát triển của làng game thì Resident Evil cũng dần thay đổi sang hướng hành động trong những phiên bản gần đây. Và trong bài phát biểu đi kèm với báo cáo tài chính mới nhất thì Capcom đã chia sẻ trực tiếp về tương lai của dòng game con cưng. Với năm tài chính sẽ kết thúc vào 31 tháng 3 năm 2017 thì hãng đã lên kế hoạch phát hành phụ bản của series Resident Evil là Umbrella Corps trên PC cũng như là PlayStation 4 và đánh dấu sự kiện kỷ niệm 20 năm của dòng game. Đây sẽ được coi như là bước đặt để làm nền móng cho cuộc tổng tấn công diễn ra vào nửa cuối năm 2016. Cuộc tổng tấn công mà Capcom nhắc tới chắc hẳn là Resident Evil 7. Trên tất cả thì cũng đã 4 năm kể từ ngày mà Resident Evil 6 phát hành lần đầu tiên và một quãng thời gian dài quá đủ để đội ngũ phát triển thai nghén và hoàn thiện dự án mới. Mọi thông tin về Resident Evil nói chung cũng như là Resident Evil 7 nói riêng sẽ được GameHub.vn cập nhật cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Chứng minh Assassin's Creed là một đế chế thực sự, đó là việc tựa game này bước trực tiếp lên màn bạc với phiên bản điện ảnh. Và nay thì phiên bản điện ảnh ấy, Assassin's Creed đã chính thức đánh tiếng trailer cho game thủ tận mắt chứng kiến những màn parkour thiện nghệ, những pha chiến đấu vô cùng đẹp mắt và trên tất cả là màn Leap of Faith chứa danh. Qua trailer thì người xem có thể nhận ra nhân vật chính là nam diễn viên Michael Fassbender thủ vai, một tử tù mang tên là Callum Lynch. Cũng như các tác phẩm dựa trên thế giới Assassin's Creed trước đây thì bối cảnh lịch sử là một yếu tố hết sức quan trọng cho phim. Chính vì thế với phiên bản điện ảnh thì người xem sẽ được quay trở lại với Tây Ban Nha vào thế kỷ 15, nơi mà tòa án dị giáo đang hoành hành với mục tiêu truy sát những người ngoại đạo. Phim Assassin's Creed dự kiến sẽ lên rạp vào ngày 21 tháng 12 năm nay. Mọi thông tin liên quan sẽ được GameHub.vn cập nhật cho bạn trong thời gian sớm nhất. JRPG Final Fantasy X và X-2 sẽ hành trình trở lại làng game một lần nữa với lớp áo đồ họa mới trong phiên bản HD Remaster. Đúng như mục đích của một phiên bản HD Remaster, Final Fantasy X và X-2 lần này trên PC sẽ được tăng cường đồ họa hơn nhiều so với dòng game gốc. Hỗ trợ các độ phân giải HD thì hình ảnh game sẽ trở nên sắc nét với vân phủ thân thực, hiệu ứng ánh sáng mang độ tương phản cao cho người chơi thưởng thức thế giới Spira vô cùng đẹp đẽ, và sự cải tiến cũng sẽ mang tác động đến những khía cạnh khác như là mảng âm thanh với chất lượng cao hơn hay là sự tùy chỉnh một vài yếu tố về gameplay. Điển hình nhất cho điều này chính là cơ chế tự động save giúp game thủ cảm thấy thoải mái
mái và tiện lợi hơn nhiều trong quá trình trải nghiệm. Bộ đôi Final Fantasy X và Final Fantasy X-2 với phiên bản HD Remaster sẽ chính thức cập đến PC thông qua hệ thống phân phối Steam vào ngày 12 tháng 5 này. Mọi thông tin chi tiết sẽ được GameHub.vn cập nhật một cách nhanh nhất. Tất cả các game trong ngày hôm nay thì đều có link tải ở phần mô tả. Các bạn hãy nhớ tải về và chia sẻ với GameHub.vn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.